Xin chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh channel của mình, và mình là Mr. Leo. Và hôm nay trên tay mình đang có một cái bui Battle Box Stadium của Pokemon Astral Radiant. Thì hôm nay mình sẽ mở cái set này nha, tại vì cái set này đã ra lâu rồi nhưng mà hôm nay mới mở được. Và hình em này là hình của em Palkia phiên bản nguyên thủy mọi người ạ. Yeah, đây là Hypno-Form thì phải, mình nhớ vậy, nhưng mà đây chắc chắn là em Samurott rồi. Ok, ở trong đây sẽ có gì nhỉ? Trong đây sẽ có hai cái bui battle kit nhỏ, 4 pack, một cái con, hai cái con. Trong đây có hai con để chơi TCG ở ngoài mọi người ạ. Ok, không có giọng nữa thì mình mở luôn nha. Nó hợp như cái hộp của Elite Box vậy, nhưng mà có lẽ cái này, đây. Đây là hình em Diaga nè. Đây là Palkia. Ok, Samurott. Hit Drive Form, như còn em. Còn em DCDY đâu nhỉ? Còn thiếu em DCDY nữa. Nhưng mà ok, để xem chúng ta có hai cái box. Đây, chắc chắn là hình em Diaga rồi. Hai box hình em Diaga. Đây là Pack Energy. Ok, có bao nhiêu lá Energy nhỉ? Hình như có tổng cộng là 121 lá energy. Ok, phiên bản Brilliant Star. Chúng ta có 4 pack lẻ, 4 có 4 artwork. Bạn có coin luôn. Có đai, có xí ngầu luôn. Xí ngầu này không có hình nha. Xí ngầu này là số 1. Còn mấy xí ngầu kia của Electro Box á thì sẽ có cái ký hiệu, cái logo của cái set đó. Này là con bị bỏng và bị trúng độc. Ok, dành cho những bạn nào mà chơi game TCG ở ngoài chắc biết mà. Còn mình thì không có chơi nhiều. Bóc lên xịn nên là sẽ giữ lại. Yes. Và chúng ta sẽ start. Chúng ta sẽ bắt đầu với 4 pack đầu tiên ở ngoài. Ok, let's go. Code mình sẽ cho giveaway luôn nhé, để có cho mọi người. Và đây một lá V-Star thay thế cho lá Energy, nên là chúng ta sẽ không cần phải đón lá Energy làm gì nữa, vì lật lên sẽ là lá V-Star. Dành cho những bạn nào chơi TCG online hay là TCG ở ngoài thì chắc chắn cái thẻ này là trong trận đấu sẽ xài, và là để đánh dấu cái ký hiệu là Pokemon này đã xài chức năng V-Star rồi. Còn mình thì chắc không có sưu tầm cho lắm. Ok, Radania Reverse. Với Situbur, Kikikos, Sudowoodo, Kambi, Triplum, Psyduck. Vì đây là một cái làng mà mọi người chơi game Legend Arceus sẽ biết, tại vì rất quen thuộc luôn. Ok, và Gidi Gigi Drago, Valen Holo Rare. Không có gì hết. Và tiếp theo của hình em Palkia nguyên thủy. Nguyên thủy em Palkia với Diaga là một con ngựa mọi người. hơi bị ngố tàu luôn. Ok, để có cho mọi người. Ok, lửa thép. Đây, Trick Piplim, Voltorb, Glammail, Swimip, Chotot, Bonita. Ok, Metris và ok, chúng ta có Palkia V-Star Original Form, tức là hình dáng nguyên thủy Palkia V-Star. Not bad. Một pick đầu tiên cực xịn. Để mình cho nó em một slip cái. Đấy. Đây là em Diaga, cũng là hình dáng nguyên thủy luôn. Đi là con ngựa kìa. Không hiểu vì sao hình dáng nguyên thủy đều là ngựa nha. Đây là code cho mọi người luôn. À đây, sẵn khoe luôn đi, cho mọi người scan cho dễ. Mà cầm đến code lâu lắc quá. Đây, chúng ta có điện, nước, thuyết, Minuton, Spicy, Sesame Curry, một cái cà ri rất là cay, Also Sword, Scyther, Stanler, Yamma, Wood Wood. Way. Ok, Meloni. Way, ok.
xin một lá trainer và còn cái lá phía sau, ok, lá phía sau hay là nên holo rare, nhưng mà đây là có thể là nằm trong cái lá chỗ reverse holo và trong cái gọi là China Rarity, nhưng mà chúng ta được em Meloni trainer. Nice. Đấy, let's go. Mình sẽ cho em nó double slip luôn, từ từ. Đợi xíu, đợi xíu. Đây cái slip này, tại mình muốn cho những cái em waifu trainer nữ này đó, thì mình sẽ double slip cho nó chắc chắn. Ok. Đấy, ok. Xịn xò lên, xịn xò lên, ok. Này, mình sẽ ra đây. Ok. 3 bag, 2 hít xịn. Not bad. Not bad cho cái box này. Thank you. Bag thứ 4. Có cho mọi người luôn nha. Này. Cho mọi người scan luôn cho dễ. Khỏi có đánh code lâu. Nghĩ là nên là bóng tối nên là cho mọi người scan luôn. Hera Ross, video xa, tập tiếng, xài thức. Đây em nhân vật trong game Legion Arceus, tập pack và... Ui! Oh my gosh! Joy Spells, đẹp là Go Item. Ui! Not bad! Oh my gosh! What happened? Cho em nó vào slip cái đã. Khoan, trước khi em cho em nó vào slip thì mình sẽ cho mọi người xem kỹ. Mình sẽ zoom lên cho mọi người kỹ xem cái chất lượng như thế nào. Cái có vân này nọ kia và wow. Đẹp thực sự mọi người ạ. À. Được ô cái bell này, cái item này khi mà áp cho Pokemon sẽ được cộng thêm 30 dam. Wow. Còn biết không biết có sử dụng luôn không, nhưng mà mình cũng không chắc. Tại vì mình không có chơi nhiều. Đây. Ok. Ta mở được 4 pack mà được 3 hit cực xịn, gọi là cực xịn luôn, phải nói là cực xịn luôn, ngon lành nha. Ok, chúng ta sẽ mở cái battle kit đi. Nóng lắm rồi. Trong đây chúng ta sẽ có một lá promo, một lá gọi là có lá promo, có cái set của Azurian nữa. Lên đây chúng ta sẽ có một lá bên ngược. Ok, video Actual Radiant, cái logo của Actual Radiant ở đây. Ok, chắc mình sẽ không mở được tại vì mình sẽ siêu những thứ này lại, mình sẽ không mở những cái pack này, nên là sorry mọi người nhé, sẽ không được cái code ở trong đâu. Và đây là hình như là cái list, đúng vậy, đây là cái list, nhưng mà chắc chắn mình sẽ không cần được. Đây là 4 pack vẫn như vậy. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu bạc đầu tiên của em Bakia, hình dạng nguyên thủy, có cho mọi người luôn. Ôi bị tai, có cho mọi người. Ok, lửa điện, lúc mà đóng điện thì ra nước, lúc mà đóng lửa nước thì ra điện. Ôi trời ơi. Rolex, Photos, Reverse, Bonita, Absol và Bravis, nên hold rare. Và tiếp theo nào. Có cho mọi người luôn. Khí. Đó. Fighting. Energy. Nhìn giống như mình đang chơi lô tô vậy. Nhưng mà vật phẩm để chơi lô tô vậy. Trời ơi, hút. West Ribbon. West Ribbon. West Ribbon. Ok. Galay Holo Rare. Là Holo thôi.
bài tiếp theo nè. Rồi coi cho mọi người nhé. Ok. Oh, La Vista nữa. Và chắc chắn là sẽ không có La Energy rồi. Hippodon, Dog Pack, Maniton, Kit, Deepermine, Hippopotas, Cyndaquil, Sneasel và Shaymin, Nun Hollow Rare. Chúng ta cũng sẽ có Nun Hollow Rare đây. Và cái cuối cùng của cái Battle Kit. Đây có cho mọi người luôn. Ok. Rồi. Chúng ta sẽ đón nước nào. Trời ơi, đón nước ra lửa, đón lửa thì ra điện. Shadon, Heavy Ball, Ruffles, Bonita, Chattos, Bronzor, Rolex, Keldeo và bắt đầu kit này. Này tập nha. Nhìn mở 4 pack ở ngoài á thì được 3 khách xịn, còn mở 3 đầu kit này thì hên xui mọi người. Không chắc chắn á. Ok. Theo. Ôi bị trùng rồi. Mình tưởng được không bị trùng nhưng mà vẫn bị trùng mọi người ạ. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục luôn. Natural Radiant, MDCDY. Đây có cho mọi người. Chúng ta có lửa, lại đèn nước, đón nước rồi lửa. Trời ơi. Kiritos, Sudowoodoo, Kambi, Drifloon, Psyduck, Sneasler, Rabidus. Ok. Ok, chúng ta tới bắt tiếp theo nè. Hơi tập nha. Nếu mọi người đã xem tới đây rồi thì hãy cho mình một like, một subscribe nha. Và để bóp lực cho mình. Cảm ơn mọi người. Và tiếp tục nào. Có cho mọi người nhé. Đây. Ok. Lại là lá V-Star. Trời ơi. Ok. Rossini. Derrickis. Wilfrid. Rollers. Vermai. Ruffles. Bonita. Hippopotas. Và Glaceon. Rồi. Dễ thương quá nhỉ. Nhưng mà vẫn là Nun Hollow Rare. Không có hít mọi người ạ. Hai pack cuối cùng. Có cho mọi người luôn. Đây chúng ta có lửa. Lại là Dark. Con tội Noctowl. Foxhole. Eevee. Heraros, Tidiosa, Matthew, Wei, một là China Rari, Brozong và Rizzi. Holo, nên holo. Trời ơi. Không sao. Bình tĩnh. Chúng ta vẫn có 3 hit xịn ở đây mà. Một waifu, một go, một V-Star và một trainer Valery. Ok. Không xịn lắm nhưng mà có hơn không. Ok, bắt cuối cùng nào. Astral Radiant. Đấy. Có cho mọi người luôn. Rồi. Ôm lá. Come on. Có là pack magic hôm nay. Tâm linh nha. Không biết có black pack magic không nhưng mà wow. Mình nghĩ là hết đó mọi người ạ. Nhưng mà hết gì thì không chắc. Bà Mai, Refresh, Bonita, Chattos,
Rawson. À, không có China Rowry rồi. Flavor. Rồi, rồi, rồi. Wow, nó là holo rồi. Nó là hit. Nhưng mà mình đã miss rồi. Mình chọc rồi. Đúng không? Wow. Không sao. Chúng ta đã có 4 lá ở đây. Đây, chúng ta 4 lá. 1 lá China Rowry Rozon. Một em nguyên thủy, Baka nguyên thủy, hình dáng nguyên thủy chứ. Đúng rồi. Một em Baka hình dáng nguyên thủy V-Star. Meloni Funer. Ok. Và lá cuối cùng là lá Gold. Nice. Đẹp thực sự à. Ok. Và cảm ơn mọi người đã xem video này. Nếu thích video này hãy cho một like và subscribe. Và cảm ơn mọi người đã xem video. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo nha. Và tập tiếp theo sẽ là gì thì mình sẽ không nói đâu, nhưng mà bí mật. Nhưng mà hẹn mọi người tập tiếp theo. Bye bye. See ya.